Rồi quý vị ơi, bonsai 2716, 8 cây sam hương 300k bao ship toàn quốc. Cái này là tôi quay cho anh An ở trên Zalo nha. Bữa có điện kêu tôi quay mấy cây mà sam hương phôi mà loại trực lắc gì đó ha. Giờ tôi thì ở đây không có mấy cái loại trực lắc trực liếc gì đâu. Tôi quay cho ông mấy cây nè, coi ông coi có được không, ông mua còn không được thì thôi nha. Ở ngoài nhắn tin mấy lần rồi tôi mới quay nè. Anh nào mà mua thì lên ngẫu hứng thì mua, chứ còn mày biểu tôi gửi mẫu mã gì đó là tôi không có gửi nha. Tôi quay ngẫu hứng lên, có được mua có không được thôi. Chứ còn mà biểu gửi mẫu 3-4 mẫu thì coi được mẫu nào tôi làm biến lắm quý vị ơi. Giờ tôi quay đại lên đây đó, ông nào có mua được thì mua, chứ còn yêu cầu là tôi không có quay nha. Giờ tôi quay cho anh An là coi có được thì mua, không được thì thôi, chứ không có gì vui buồn hết nha anh. Đó, giờ không có lắc liếc gì trơn á, giờ có vậy đó, lên là anh coi nào được thì chốt, còn không được thì thôi. Đây là ba cây ha, đây quay kỹ lại nha, đây cây số 1 nè. 8 cây này là 300 mà bao ship toàn quốc luôn nha. Một cây nè mà mua rồi là tôi gọt gọn lại nha, như cái bánh bò vậy thôi nha, chứ tôi không có để cái chậu bự chậu bá gì được nha. Này là cái dạng phôi thôi, gọt nhỏ lại cục vậy thôi, như cái chén ăn cơm gì được rồi. Ba em nha. Rồi, đây em thứ tư nè. Đó, mấy cái này thì nó dài dữ lắm rồi nha. Rồi, đây em thứ năm nè, 5 cây nha. Đó, anh này có dịp nào có ghé vườn thì mua thì thoải mái lựa như ý muốn nha. Còn kêu tôi lựa tôi làm biến lắm, tôi quay tôi ngẫu hứng tôi bốc cây tôi quay đại vậy à. Đó là cây số 6 nè, 6 cây nha. Đó, ba xị là 8 cây đó, anh có được thì mua. Rồi đây cây số 7 nha. Đó, 7 cây. Rồi đây cây cuối cùng nha, cây số 8 nha. Rồi vậy đi nha anh An, có được thì mua nha, chứ còn đừng có yêu cầu tôi quay, tôi không có quay yêu cầu đâu à. Rồi xuống luôn đi ơi.